Alo, chào các bạn. Thì trong cái video này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái thức căn bản nhất để mà mình có thể kiếm tiền với Dailymotion trong năm 2017 này. Thì Dailymotion vừa mới thay đổi cái nền tảng giao diện nên một số bạn còn khá là bỡ ngỡ trong cái vấn đề sử dụng cái Dailymotion mới, nên sẵn đây mình sẽ chia sẻ luôn các bạn luôn cái cách để mà quản lý sử dụng cái Dailymotion này. Thì mình có viết một cái loạt bài về hướng dẫn kiếm tiền trên Dailymotion phần căn bản nhất. Thì đầu tiên thì dự kiến là cái phần căn bản này là nó sẽ có 5 phần. Là cái phần thứ nhất là mình giới thiệu tổng quan, thứ hai là mình nói về vấn đề lựa chọn chủ đề. Phần thứ ba là mình hướng dẫn cái cách sử dụng cái CPanel của nó, cái partner của Daily Motion. Cái phần thứ tư là xử lý sự cố. Phần thứ năm là mình giải quyết các vấn đề sale cái video, tối ưu hóa cái video và cái kênh Dailymotion. Thì trong video này là mình sẽ nói về cái phần 1, phần đầu tiên. Thì phần đầu tiên thì trước tiên để bạn mà muốn kiếm tiền với lại Dailymotion thì các bạn phải có một cái tài khoản đó. Thì mình phải có tài khoản thì mình mới đăng ký được cái thành làm thành viên để mình bật kiếm tiền được. Thì Dailymotion thì nó cũng giống như YouTube, thì nó là một cái nền tảng để mà mình cho phép mình upload video lên trên đó và kiếm tiền bằng cách là từ các nhà đăng vị quảng cáo. Thì đầu tiên là bạn phải có một cái email đã. Email thì không nhất thiết là phải email là của Google hay là Gmail hay là gì đó, mà bạn có thể sử dụng cái email của Yahoo Mail, Yandex Mail hoặc là Outlook Mail đều được hết, tất cả đều được, hoặc là mail domain đều được, miễn là một tài khoản email. Nếu mà các bạn có đọc qua cái bài này thì mình sẽ có nói sơ về cái hình thức đăng ký. Thì nó có 3 phần. Ví dụ như mình vào trong cái trang Dailymotion đây để đăng ký, thì các bạn cứ vô Dailymotion. Rồi trong này thì nó có cái lên bằng lít vô cái giữ sign á, ở cái góc phải bên cùng á, thì nó sẽ hiện ra cái phần setup. Đây, lít vào đây setting. Thì ở đây nó có phần setup here nè, click vào đây. Ở đây thì trong này nó có 3 hình thức là Facebook và cái Google cộng, Google Plus á, connect Google account á, và cái thứ ba là cái email. Thì mình khuyến khích các bạn sử dụng cái tài khoản, cái dùng email này. Thì này, nếu mà bạn sử dụng cái Facebook á, thì ví dụ tài khoản Facebook của bạn bị checkbon thì bạn không thể nào đăng nhập vô cái kênh nữa được. Bạn phải phục hồi mật khẩu lại. Tương tự đối với cái tài khoản Google cũng vậy. Nếu mà bạn tài khoản của bạn bị khóa thì mình không không đăng nhập được. Còn đối với tài khoản email, ví dụ các bạn có thể sử dụng cái email Yahoo, email Outlook, email gì đó thì mình truy cập bình thường. Còn nếu tài khoản Gmail thì mình cũng vào bình thường nếu mà mình xác thực được cái Gmail đó. Đây, đó, mình continue với lại cái email. Rồi vô đây, mình nhập email vô đây, nhập pass vô đây. Rồi mình sẽ nó sẽ cho phép mình tạo một cái kênh. Thì ở đây mình có nó giải thích chi tiết cũng cặn kẽ về cái phần này. Thì chỗ này là mình thường dùng hơn cái phần tài khoản email ha. Điền các thông tin vô xong rồi tạo cái đó. Nhưng mà ở đây có một cái điểm mình lưu ý là khi mà mình đăng ký cái tài khoản này á, thì theo như cái nền tảng cũ, tức là cái hệ thống Dailymotion cũ á, từ tháng 10 của năm 2017 trở về trước á, thì nó cho phép mình tạo cái URL kênh. Cái URL kênh là gì? Ví dụ như đối với cái kênh của mình để mà mình phát triển á, thì nó sẽ có như vậy. Đây là cái kênh của mình đang phát triển đó. Thì nó cái đường dẫn này là chính là cái đường URL của kênh nha.
Thì mình khi mà mình trong cái hệ thống mới thì nó sử dụng cái ngay luôn cái địa chỉ email để mà tạo ra cái URL này đó. Nên thì cái URL mà nó dễ nhớ, nó thân thiện thì nó cũng là một cái lợi thế cho các bạn trong cái vấn đề là người ta sẽ nhớ được cái link kênh của bạn đó. Để đăng ký mà có được một cái URL kênh mà ok tốt à, thì mình có một cái mẹo à, dành cho các bạn là các bạn vào trong cái themail.org. À, thì tại đây thì các bạn tạo ra một cái user email bất kỳ ở trên này. Ví dụ như ở đây mình đây là nó lấy tự động rồi. Đây, mình có thể change cái địa chỉ email. À, sử dụng cái theo cái tên miền gì mà trên này nó cho phép. Những cái tên miền này thì nó sẽ thay đổi nên nó mới gọi là tem mail, tức là mail rác đó. À, thì ví dụ như ở đây mình chọn cái này thì mình nhập cái tài khoản ở đây. Ví dụ mình muốn tạo ra cái URL kênh của mình để cho dễ nhớ ha. Thì ví dụ như ở đây mình tạo ra cái URL kênh là Quốc Đại TV đi ha. Đó. Rồi mình a cầm cái này, rồi save lại. Rồi như vậy là mình đã có cái được cái email này. Rồi mình copy cái email này. Mình qua bên cái kênh Dailymotion, mình đăng ký tài khoản. Rồi, cái đó mình nhập password để mình tạo vô. Nó đúng đủ các cái tiêu chí này ha, nhất là 8 ký tự, một ký tự một chữ số và một ký tự đặc biệt. Ở đây nó yêu cầu xác thực. Rồi, break my account. Rồi nó sẽ tạo cho bạn một cái tài khoản Dailymotion. Rồi, để vào trong cái phần đấy đó, các bạn vào trong phần setting, vào phần admin, các bạn vào phần setting đây, nó sẽ tự động tạo cho các bạn, nó lấy cái tên cái đường link của cái email nè. À, thì nó sẽ sử dụng cái này để mà làm cái đường link cho bạn, cái kênh của bạn. Thì để tạo xác thực chính thức sử dụng cái kênh đó thì các bạn phải xác thực email. Các bạn quay lại cái email này, các bạn refresh, nhấn vào refresh thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái địa chỉ email từ Dailymotion, sẽ gửi cho bạn một cái địa chỉ email. Thì sau khi mà có được cái tài khoản này xong thì cái bước tiếp theo là các bạn bật kiếm tiền. Đó. Thì để upload được video lên thì các bạn phải bật kiếm tiền. Đó, để bật kiếm tiền thì các bạn cũng xuống phía dưới cùng của cái website thì nó có cái phần partner up, phần list và partner up. Đó, thì nó click vào become a partner. Thì trong cái phần become a partner này nó sẽ yêu cầu các bạn khai báo và các bạn phải xác thực cái địa chỉ email trước đã, nhưng mà cái email này nãy giờ mình chưa nhận được. Khi mà nhận được email này thì nó sẽ nằm đây, bạn chờ nó gửi email về. Nếu mà mình dùng tài khoản Gmail hoặc là dùng tài khoản Yahoo Outlook thì tùy theo cái email nó gửi về nhanh hay chậm, mà thường thì Gmail gửi về rất là nhanh. Nhưng mà giờ ở đây mình sử dụng cái theme mail để mình tạo ra được cái URL.
Các bạn có thể nhấn resend email để cho nó gửi lại nếu mà thấy lâu quá. Dạ, trước khi mà các bạn chờ nó gửi mail về thì nó sẽ gửi một cái mail vào trong cái hệ thống cái hộp mail này. Bạn vào đây các bạn click email và để xác nhận cái email này. Rồi, thì nó sẽ chuyển qua các bạn cái phần partner luôn. Hả? Ở đây các bạn đồng ý, nhấn đồng ý. Rồi, tại đây thì các bạn nó yêu cầu là nhập cái tên kênh nè, cái tag tag like của kênh, rồi đường link kênh. À, đường link kênh thì ở đây các bạn để ý là nó sẽ lấy luôn cái địa chỉ email của mình nè, username á, để làm cái link kênh luôn. Đó, thì ở đây nếu các bạn mà không làm đầy đủ thông tin á thì mà không có tạo được mấy cái thông tin này đâu. Đó, nó yêu cầu phải upload cái avatar và cái banner. Thì cái banner này thì kích thước của nó là như đây. Thì bạn search Google đi, tìm lại cái một cái hình ảnh nào có cái kích thước này, các bạn tải về. Ví dụ lấy cái hình này đi. Kiếm cái hình nào làm avatar luôn, đây hình này đi. Ok, lấy hình này làm avatar rồi upload cái hình này vô làm banner, save lại. Upload avatar lên. Ở đây nó có một cái hình này quá lớn. Mình lấy một cái hình nhỏ nhỏ thôi. Chọn cái hình khác đi. Đây, do cái hình đó nó kích thước nó lớn quá. Lớn quá nó không chịu, nó không có drop làm avatar được. Ok, ở đây mình khuyên các bạn nên chọn cái ngôn ngữ là tiếng Anh để mình dễ thao tác trong cái vấn đề là search tìm kiếm này, nó dễ hơn. À, mình sẽ nói lý do tại sao khi mà các bạn đi vào thực tế. À, ví dụ ở đây nếu mà các bạn có lên Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest rồi đó thì mình nhập vô. Nha. Rồi, nếu có Twitter thì nhập vô, có Instagram thì nhập vô. Hả? Rồi, channel URL. Đây là mô tả. Ví dụ này là mình để cái kênh video TV miễn phí gì đó. Đó, thì các bạn website, nếu mà các bạn có website của các bạn nữa thì các bạn có thể nhập địa chỉ website vô đây. Bạn nhấn break để tạo nữa. Như vậy là các bạn đã có chính thức một cái kênh.
Đây, view view channel quạt thả TV thì để theo mình thì mình thường hay làm cái này, mình sẽ hiện cái link bookmark vào ra và mình lưu lại cái đường link này, một cái link của cái bookmark ba, cái link thứ hai là cái link phần quản trị admin, link thứ hai dot, rồi cái link thứ ba là cái link sẽ chứa danh sách cái video của mình up lên. Thì bình thường mình sẽ lưu lại cái link này, là dailymotion.com sạc user sạc cái kênh channel à, thì cái này là nó sẽ video nó gửi thôi. Thì ở đây nó sẽ liệt kê ra tất cả các cái video của bạn, nếu các bạn có video mà các bạn up lên đây. Rồi như vậy là các bạn đã xong cái phần đăng ký tài khoản. Ở đây là nó báo là các bạn đã kích hoạt enable cái kiếm tiền. Thì mọi thông tin mà thông báo này kia nó sẽ gửi về cái tài khoản này, tài khoản email này. Tức là ví dụ bây giờ trường hợp là các bạn muốn thay đổi cái địa chỉ email, khi đăng ký xong thì chuyển mấy cái này vô đây. Thì, trường hợp các bạn muốn thay đổi cái địa chỉ email, cái này cũng là một cách để các bạn, ví dụ các bạn chuyển giao tài khoản cho người khác, tức là gọi là hình thức là mua bán kênh đó. Thì để mua bán kênh thì các bạn làm như sau, bạn vô phần setting, bạn nhập lại cái địa chỉ email mới rồi bạn update. Khi mà nó update cái này á, thì nó sẽ gửi một cái email về cái địa chỉ email cũ này, để yêu cầu bạn xác thực là bạn có muốn thay đổi địa chỉ email hay không. Thì cái cách mà mình tạo ra cái email này là để mình tạo được cái URL mình mong muốn thôi. Chứ còn nếu mà bạn nào có email mà ok mà đẹp rồi thì khỏi cần phải đổi. Còn nếu các bạn mà muốn đổi thì các bạn tạo bằng tên mail này, xong rồi các bạn đăng ký, xong rồi các bạn đổi lại cái mail chính để mà sau này mình có thể tùy chọn được cái email mình nhận được thông báo của Dailymotion. Thì cái này nó chỉ là cái công cụ để các bạn đăng nhập vô thôi. Và khi mà mình trao đổi á, ví dụ mình cần hỗ trợ support gì đó thì nó sẽ gửi về cái email này. À, nếu mà các bạn dự định mà các bạn không cần hỗ trợ support thì các bạn cứ giữ đây. Nhưng mà khi mà nếu mà các bạn muốn mua bán tài khoản của bạn thì các bạn không mua bán được à, thì nó chốt mặc định đây rồi, mà lỡ mà cái địa chỉ tên miền của cái tên mail này mà nó đổi cái là các bạn vô phương luôn, không có hỗ trợ được đâu ha. Các bạn nên đổi lại cái địa chỉ email gốc này. Rồi sau đó là bây giờ mình đã bật kiếm tiền, tạo tài khoản ra bật kiếm tiền xong rồi, giờ mình up cái video lên thôi. Mình up video lên thì đơn giản lắm, mình vào đây, ở đây nó có cái chữ upload nè, mở này lên thì nó sẽ mở cái chỗ này là một cái trang để cho các bạn upload lên. Thì trong cái phần mà upload này á, nó có một số cái quy định là ví dụ như cái video này là không được quá 60 phút mỗi video, và mỗi một cái file như vậy là không quá 2 GB, thì nó hỗ trợ cái video lên tới độ phân giải 4K lận, rồi support hầu hết các định dạng video, các cái frame rate là như thế này. Thì nói chung là nó kêu là tránh spam cái hệ thống server của nó. Tại vì các bạn up bình thường cho đây, ví dụ lúc cho đây rồi xong rồi browse tới cái video các bạn cần up là xong. Ví dụ như ở đây mình up cái video đây,
chỉ cần lít phát vậy là nó sẽ up video lên. Cái này là nó báo này là nó cái video này là không được định dạng đúng. À, mình sẽ có một cái bài viết để các bạn, để mà mình chia sẻ cái một số cái lỗi thường gặp, một số cái lỗi thường gặp khi mà mình upload cái video. Đây là một trong những cái lỗi thường gặp khi upload video. Đó, video để upload successful. Đã, các bạn video thì các bạn nhập mô tả, nhập tiêu đề, nhập từ khóa. Từ khóa thì Dailymotion cho phép từ khóa là ba từ, tức là nó sẽ có hai khoảng trắng, một khoảng trắng này và một khoảng trắng này thôi. Còn những cái từ khóa mà dài hơn thì nó sẽ không chấp nhận. Chọn cái chủ đề, cái category, ví dụ như nói về cái comedy là hài kịch, chọn cái ngôn ngữ. À, chọn public để các bạn bật video, private là ẩn, chỉ mình bạn coi thôi, hoặc là password rồi test thì chỉ là những cái user, những người nào mà có tài khoản password bạn gửi đi thì họ mới xem được. Ở đây là bật cái báo là cái video này có chứa nội dung người lớn, bạo lực hay là sex hay là gì đó, thì các bạn chọn ở đây để tránh trường hợp là bị quét. Còn trường hợp ở đây là cái gear block, ở đây là nó cho phép mình allow là chấp nhận, deny là từ chối. Allow, ví dụ như allow đây là mình sẽ chọn một quốc gia, tức là nó chỉ cho phép video này xuất hiện ở một số cái quốc gia nào đó thôi. Ví dụ như đây mình có thể chọn được nhiều quốc gia, tức là những cái quốc gia này là mới xem được cái video này, còn những cái quốc gia khác là không xem được. Hoặc là dù ở đây là cái deny, deny là mình sẽ loại bỏ những cái quốc gia đó ra, những người trên quốc gia đó tại những cái vùng đó thì không xem được cái video này. Còn allow là chấp nhận những cái quốc gia đó thôi, tất cả quốc gia khác không được. Ở đây nếu mà mình không muốn chặn thì mình bỏ ở đây. À, rồi cái bên đây là có cái advanced. Advanced thì cái này là mình có thể, nếu mà có lý thì add vô đây. Mắc cái này là video feature, là video nó bật đó, rồi cho phép người dùng report lại, đăng lại cái video của mình, hoặc là cái đây là hẹn ngày để mình upload video lên. Next video là sau khi nó kết thúc cái video này thì nó sẽ chạy cái video tiếp theo là video nào. Rồi ở đây nó có cái tab này là cái tab kiếm tiền, mặc định là nó sẽ bật kiếm tiền. Rồi bật flash nó lên. Như vậy là cái video của bạn đã online. Thì vào trong cái phần quản lý video thì refresh nó lại thì sẽ thấy cái video này. Ok, video xong. Vậy là phần này là mình đã hướng dẫn nhanh qua các bạn cái cách tạo tài khoản, bật kiếm tiền. Ở đây thì trong Dailymotion thì nó có một số cái network. Ví dụ như ở đây mình có giới thiệu sơ một số cái network. Cái Mowin này là của Yewan ha. Freedom thì khỏi nói này, đây là một cái network lớn này. Đó. Thì mình có thấy một số cái network khác nữa, ví dụ như Richmind này đó. Nói chung là khi mà mình đăng ký tài khoản trên network này á thì nó sẽ hỗ trợ các cái thành viên mình được xác minh cái kênh upload không giới hạn. Nói chung là các bạn, nếu mà các bạn làm content thì các bạn nên gia nhập vào network để mà nó được hỗ trợ trong vấn đề mà view sub, rồi nói chung là quảng cáo quảng bá đó. Nhưng mà bù lại thì các bạn phải ăn chia tùy network, tùy network thì nó sẽ có ăn chia khác nhau ha. Thì cái video phần 1 của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì hẹn các bạn ở cái video của các cái phần sau, mình sẽ nói nhiều hơn theo cái chủ đề mà mình liệt kê ra đây. Rồi, chào các bạn.